Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và đây rồi đôi giày, đây sẽ là hình dạng chính thức của 4 khẩu XM8 trong xưởng chế tác. Vẫn chưa biết là xưởng chế tác của server Việt Nam thì sẽ lấy tên bộ này là gì. Tuy nhiên thì đây là một video đến từ bên Canada, Indonesia, công bố tất cả những khẩu XM8 chế tác. Và đặc biệt đó là cái ngày ra mắt của XM8 chế tác sẽ là ngày 10 tháng 10, nghĩa là ngày mai. Và 4 khẩu súng này được chờ đợi là sẽ mang lại rất nhiều sự thay đổi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy 10 October, đó chính là ngày 10 tháng 10. Và ngày mai thì sẽ có server Indonesia, họ sẽ ra mắt đó là cái bộ XM8 chế tác này. Và tôi cảm thấy khá lạ lùng tại sao server Việt Nam chúng ta lại tung ra cái AUG ngày Buya ngay trước khi XM8 chế tác ra mắt một ngày. Thì sau khi mà tôi vào trong game và tôi kiểm tra, tôi phát hiện ra là những cái xưởng chế tác của XM8 này có thể sẽ không xuất hiện ở server Việt Nam. Lý do là bởi vì hai cái vòng quay huyền thoại và vòng quay chế tác của server Việt Nam hiện tại nó vẫn còn tới 6 ngày cơ. Và cái xưởng chế tác vòng quay huyền thoại của chúng ta thì còn tận 9 ngày, cái thích khách âm dương còn 9 ngày. Còn cái vòng quay chế tác lục thiên hồ của chúng ta thì nó vẫn chưa hết hạn và nó vẫn còn tới 6 ngày nữa cơ. Và ngày hôm nay thì bên Ghana họ lại còn tung ra đó là cái khẩu AUG ngày Buya, mà cùng với cả cái việc là ngày mai thì bên server Indo họ tung ra đó là cái xưởng chế tác XM8. Thì hai khẩu súng này cách chơi nó tương đối giống nhau, và như vậy nó sẽ có tí dẫm chân lên nhau. Và nhìn vào server Việt Nam thì chúng ta thấy là cái xưởng chế tác của chúng ta vẫn còn 6 ngày nữa mới kết thúc, chính xác là 5 ngày nữa mới kết thúc. Vì như vậy là chúng ta sẽ phải chờ ít nhất là 5 ngày nữa thì mới có thể nhận được đó là cái XM8 chế tác. Vâng, và như vậy là server Việt Nam của chúng ta sẽ hoặc là sẽ không ra XM8 chế tác, hoặc là sẽ ra chậm hơn so với cả các server nước ngoài, đó là 6 cho đến 7 ngày gì đó. Và hiện tại thì mình cũng đang rất thắc mắc là không biết vì sao cái xưởng chế tác server Việt Nam nó lại bị chậm hơn so với nước ngoài. Bởi vì mình nhớ là xưởng chế tác thì nó là cái mà không bao giờ bị thay đổi về ngày cả. Và như vậy là cái xưởng chế tác của chúng ta ngày mai chúng ta sẽ không có XM8 chế tác đâu. Một tin hơi buồn. Ok, bây giờ tôi sẽ nhảy qua server Indo. Ở bên server Indo thì tôi vừa hên vừa mở được cái bộ chiêu linh yokai anh em ạ. Tôi muốn sang để tôi kiểm tra xem là cái vòng quay xưởng chế tác của họ có đúng là ngày mai nó sẽ hết hạn hay không. Ok, thì ở đây tôi có cái bộ chiêu linh yokai rồi. Và cái bộ này sẽ là bộ đồ nữ. Bộ này tôi đánh giá nó cũng khá đẹp. Và đây, cái xưởng chế tác thiên hồ ở bên server Indo thì nó chỉ còn 7 tiếng nữa là nó sẽ kết thúc. Tức là đến 12 giờ đêm nay thì người Indo sẽ được thử trước cái bộ XM8 chế tác. Và như vậy thì server Việt Nam chúng ta sẽ phải ngồi hóng khoảng 6 ngày thì mới có thể được thưởng thức cái bộ XM8 chế tác này. Hoặc có thể bên Ghana sẽ đưa cái xưởng chế tác XM8 vào trong một sự kiện đặc biệt mà chúng ta sẽ có một cái quy đổi gì đó, chứ thay vì là quay trực tiếp trong xưởng chế tác để có thể bắt kịp được với các nước ngoài. Vâng, và như vậy thì có thể là server Việt Nam theo tôi đánh giá là hơi thiệt thòi một tí. Tại vì là chúng ta tuy là một trong server đầu tiên ra mắt ở trên thế giới, nhưng bây giờ thì có rất nhiều đồ mà chúng ta lại đang bị tụt hậu hơn so với nước ngoài. Ví dụ như là cái bộ chiêu linh yokai này thì có rất nhiều server đã ra mắt rồi. Tuy nhiên thì cái vòng quay kim cương của Việt Nam chúng ta còn tới 20 mấy ngày nữa mới kết thúc. Và như vậy là cái xưởng chế tác cái bộ chiêu linh yokai này thì chúng ta cũng sẽ chỉ có thể sở hữu thông qua một cái sự kiện kiểu khác mà thôi, chứ không được sử dụng đó là cái vòng quay màn kim cương để lấy được. Và tôi cũng đang sợ là XM8 chế tác cũng sẽ không ra mắt ở trong cái vòng quay này. Và như vậy là nhiều anh em đang chuẩn bị rất nhiều những cái vòng quay chế tác thì sẽ không sử dụng được, mà có thể bên Ghana sẽ đưa vào một cái sự kiện mà yêu cầu chúng ta phải nạp thẳng kim cương các kiểu có đa điều. Thì đây cũng là một trong những điều mà đang làm cho mình cảm thấy khá thắc mắc về cái bộ chiêu linh yokai này. Thì mình nghĩ là server Việt Nam chúng ta cũng sẽ ra mắt ở trong một sự kiện đơn lẻ thay vì là đưa nó vào trong vòng quay mắn. Bởi vì là đưa nó vào trong vòng quay mắn thì mọi người đều có thể quay ra cái bộ này một cách cực kỳ dễ dàng. Bản thân tôi lúc này còn tới 100 cái huy hiệu và 100 cái vé quay vòng quay kim cương, và tôi cũng chưa biết phải sử dụng làm gì khi mà tôi đã quay ra được cái bộ chiến binh bão cát rồi. Đấy, và khi mà cái vòng quay của server Việt Nam nó kéo dài quá lâu ấy thì
chúng ta chỉ có thể sở hữu những cái bộ trang phục này bằng cách đó là tham gia vào những cái sự kiện trên web trực tiếp đến từ bên Ghana FIFA Việt Nam mà thôi. Và đây cũng là một trong những cái kiểu mà khiến cho người chơi ở Việt Nam chúng ta sẽ cảm thấy hơi có tí thua thiệt, thiệt thòi tủi thân so với những anh chàng ở bên Indo. Nói gì thì nói, ngày mai server Indo họ sẽ được thử nghiệm đó là cái bộ XM8 chế tác, và ngày mai tôi lại phải đi sang bên Indo để mà du học rồi anh em ạ. Và mai chúng ta lại phải sang đấy để mà test những cái khẩu XM8, và không biết là tỷ lệ quay XM8 bên server Indo như nào, mà tôi nghĩ là cũng sẽ khá là tốn kém đấy. Còn trong khi đó thì chúng ta phải chờ ít nhất là một tuần nữa mới có thể được thử nghiệm cái XM8 ở server Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ mất khá nhiều thời gian, có thể là nếu XM8 bên Việt Nam không ra mắt ở trong cái vòng quay chế tác thì thậm chí chúng ta sẽ phải tham gia một cái kiểu sự kiện khác mà nó mang tính hên xui hơn. Thì nói chung là cái điều này làm cho tôi cảm thấy hơi bị hụt hẫng một tí, và hơi bị hụt hẫng một tí vậy vì tôi cứ nghĩ rằng là server Việt Nam và các server khác đều sẽ được thử XM8 cùng một ngày, nhưng bây giờ thì những người anh em thiện lành bên Indo họ sẽ được chơi trước, còn chúng ta sẽ chơi sau. Ok, tháng này chúng ta sẽ có sự kiện ngày Buya vào ngày 24 tháng 10, và không biết ở bên Nga nào sẽ mang đến chúng ta những cái đồ miễn phí nào. Thì lần trước thì mình cũng đã review cho anh em những cái đồ trong ngày Buya rồi, và có ở đây thì mình có một số những dự đoán về những đồ mà sẽ được miễn phí trong Ghana FIFA ở cái ngày Buya. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái bộ đồ nam. Bộ đồ này thì rất có khả năng là chúng ta sẽ có thể nhận được miễn phí, hoặc chúng ta sẽ thông qua một sự kiện mà cho chúng phép chúng ta cày cuốc hoặc là mở hòm ở trong đổi cái điểm, quy đổi điểm ở trong cái sự kiện ngày Buya để ra mắt. Tại vì đây là một bộ đồ mà theo mình đánh giá là khá ngầu, và cũng như là có cái biểu tượng đôi cánh Buya ở đằng sau trông rất là đẹp mắt. Còn đây là bộ đồ nữ thì chúng ta có thể nhìn thấy là bộ đồ nữ thì trông nó đơn giản bộ đồ nam, nên khả năng là bộ đồ nữ này sẽ có thể được quy đổi miễn phí một cách đơn giản. Và nếu như bộ đồ nam thì có thể chúng ta sẽ phải làm một số nhiệm vụ nó khó khăn hơn. Còn trong khi đó thì bộ đồ nữ này thì nó sẽ có thể được sở hữu thẳng qua cái trang web của ngày Buya. Tại vì chúng ta thấy là cái bộ đồ nữ này nó cũng tương đối đơn giản, nó không gì phức tạp cả, nên khả năng theo tôi ấy, là 69.96% là cái bộ nữ này sẽ là bộ đồ được tặng miễn phí thẳng luôn. Còn bộ đồ nam thì chúng ta sẽ phải cày, nhưng mà sẽ phải cày theo một điều kiện nào đấy. Cái bom keo Buya này thì khả năng rất cao là sẽ không miễn phí, tại vì là chúng ta rất ít khi thấy bên Ghana FIFA họ cho chúng ta bom keo miễn phí, nên là theo mình thì cái bom keo Buya này sẽ không miễn phí nha anh em nhé. Cái bom keo này chúng ta sẽ phải bỏ tiền ra tham gia một sự kiện gì đấy để mà mua hoặc là nhận được, tại vì là từ trước giờ bên Ghana rất hiếm khi tặng bom keo miễn phí. Cái ba lô Buya này thì 99% là sẽ miễn phí rồi, tại vì ít người bỏ tiền ra mua trực tiếp cái ba lô lắm, nên mình nghĩ là cái ba lô này chúng ta sẽ có thể nhận được từ con shop quy đổi của sự kiện ngày Buya. Thì cái sự kiện ngày Buya ấy thì cách vận hành của nó cũng sẽ giống như là cái sự kiện sinh nhật 3 tuổi Ghana FIFA. Chúng ta sẽ có một cái trang web ở trong game, và ở đó chúng ta hoàn thành những cái nhiệm vụ của ngày Buya để có thể hòa đổi được điểm và sử dụng điểm này để lấy những cái đồ miễn phí này. Thì khi mà ra sự kiện đấy tôi cũng sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết. Cái đồ tiếp theo của chúng ta đó sẽ là cái ván lướt, và cái ván lướt này thì chắc là cũng miễn phí luôn, tại vì là cái ván lướt này thường là nó sẽ rơi vào những cái sự kiện như kiểu sự kiện điểm danh hoặc là sự kiện đăng nhập vào cái ngày Buya. Thì cái ván này tuy là nó đẹp, tuy nhiên thì ván lướt mọi người đã có khá nhiều ván lướt xịn sò con bò rồi, nên cái khả năng rất cao là cái ván lướt này sẽ là ván lướt miễn phí nha anh em. Như vậy chúng ta sẽ có ít nhất là bộ đồ nữ này, một cái ba lô này, cộng thêm với cả cái ván lướt là miễn phí. Cái dù này thì cũng gần như là sẽ miễn phí luôn, tại vì tôi cũng lâu rồi không thấy bên Ghana bán cái dù đơn lẻ, và cũng không có cái dù nào mà nó đủ hiệu ứng lấp lánh đẹp đến mức mà người ta bán lấy tiền cả. Thì các bạn biết là cái giai đoạn nhảy dù rất là ngắn, nên là chúng ta mặc dù có dù xịn nếu khoe cũng chẳng ai biết, nên là cái dù này thì mình nghĩ là cũng sẽ miễn phí thôi. Và cái dù này chúng ta cũng thể hoàn toàn cày ra được thông qua sự kiện bên Ghana FIFA. Cái hòm xác này thì nó sẽ hơi khó hơn này. Hòm xác mình nghĩ là nó sẽ cần một cái lượng điểm quy đổi cao hơn, tại vì hòm xác luôn là một trong những gì đấy mà game thủ Việt Nam chúng ta rất thích. Ngày xưa thẻ bố cực bỏ hòm xác ra trong một thời gian mà anh em đã kêu rất nhiều, thì sau này họ phải đưa lại hòm xác, tại vì hòm xác nó là cái để chứng minh là bạn đã có thể hạ gục với đối phương, nên là cái hòm xác này mình nghĩ là sẽ phải cày rất vất vả trong một sự kiện nào đấy thì mới có thể nhận được.
Còn cái thanh đao Buya này thì mình nghĩ là nó sẽ nằm ở trong một sự kiện nạp tích lũy. Tức là ví dụ các bạn nạp 300 cho đến 500 kim cương thì có thể ra là cái đao Buya. Với cái đao này thì nó không quá đặc biệt hơn so với những cái đao khác. Tuy nhiên thì kiểu nó đồng bộ và tông xuyệt tông thì có thể là bên Ghana cũng sẽ muốn sử dụng cái dao này để tạo ra thêm một chút thu nhập bằng cách là cho anh em đăng nhập, cho anh em nạp thẻ tích lũy để có thể nhận được con dao. Thì chúng ta hoặc là có thể nhận nạp thẻ tích lũy nhận được con dao, hoặc là sẽ nhận được cái ba lô, nhận được cái hòm xác. Ok, đây là khẩu AUG, và khẩu AUG này thì hôm nay nó đã ra mắt server Việt Nam rồi. Thì cái đợt đấy mà tôi lấy cái ảnh này thì cái server này nó vẫn đang bị lỗi, nó đang hiển thị khẩu UMP. Nhưng mà thực tế đây là khẩu AUG và khẩu này thì chưa ra mắt ở trên bất kỳ một server nào trên thế giới, trừ server Việt Nam. Server Việt Nam là server đầu tiên mà ra mắt khẩu AUG này, và nói chung là cũng khá là xịn sò con bò đi. Và anh em Việt Nam và lần đầu được chơi trước so với thiên hạ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có khẩu AWM Buya nữa, nhưng khẩu này không phải khẩu huyền thoại và nó sẽ chỉ tăng một và giảm một chỉ số mà thôi. Và chúng ta hãy chờ xem mà khẩu này nó sẽ tăng gì nhá. Ok, và đó là thông tin được mình mang đến cho các bạn về XM8 như là những thông tin của ngày Buya. Nếu đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của mình, đừng quên để lại một like và subscribe nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong video lần sau. Bye bye.